Viên thông về thân căn, tu Bồ đề. Kinh văn: Tu Bồ đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp đến nay, tâm đạt được vô ngại, tự nhớ rằng mình đã thọ sanh nhiều đời như cát sông Hằng. Lúc còn trong thai mẹ, đã biết tính không tịch. Như thế cho đến mười phương đều rỗng lặng, và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tánh không. Giảng giải: Tu Bồ đề có nghĩa là không sinh, vì ngay khi ông sinh ra, mọi của cải trong nhà ông ta bỗng dưng trống không, chẳng còn một viên ngọc nào còn sót lại. Sau khi ông sinh được 7 ngày, tài sản của cải lại hiện ra. Thế nên đặt tên ông là Thiện Hiện. Cha mẹ ông đi nhờ người đoán số mệnh cho ông, họ nói tức thiện thả cát, nên đặt tên cho ông là Thiền Cát. Tu Bồ đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp đến nay, tâm đạt được vô ngại. Tâm và tánh của con đạt so sánh sự vô ngại. Tự nhớ rằng mình đã thọ sanh nhiều đời như cát sông Hằng. Lúc còn trong thai mẹ, đã biết tính không tịch. Con đã nhận ra được tánh không. Như thế cho đến mười phương đều rỗng lặng. Tất cả các cõi giới trong mười phương đều là rỗng lặng, và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tánh không. Con đã giúp cho chúng sinh đồng thời chứng nhập được tánh không. Kinh văn: Nhờ được Như Lai chỉ bày cho tánh giác vốn là rỗng lặng, nên tánh không được viên minh. Nhờ đó con chứng được A-la-hán, liền thể nhập vào bảo minh không hải của Như Lai. Tri kiến của con được đồng với Phật, được Phật ấn chứng thành bậc vô học. Trong sự giác ngộ về tánh không, con được viên mãn nhất. Giảng giải: Nhờ được Như Lai chỉ bày cho tánh giác vốn là rỗng lặng, nên tánh không được viên minh. Tánh giác đồng như tánh không, tánh Như Lai tạng giác ngộ về tánh không là viên mãn và sáng suốt rõ ràng. Tánh không và tánh Như Lai tạng đều viên mãn và sáng suốt rõ ràng. Nhờ đó con chứng được A-la-hán. Do con đã nhận ra được thể tánh của Như Lai tạng, nên con chứng được A-la-hán, liên thể nhập vào bảo minh không hải của Như Lai. Bảo minh không hải lại chính là tánh Như Lai tạng, nó giống như biển lớn tánh không. Tri kiến của con được đồng như Phật, được Phật ấn chứng thành bậc vô học. Đức Phật ấn chứng cho con là bậc vô học. Trong sự giác ngộ về tánh không, con được viên mãn nhất. Tri kiến của con có được là nhờ vào thể nhập đạo lý tánh không. Con là người thể nhập vào tánh không bậc nhất. Kinh văn: Đức Phật hỏi về viên thông như sở chứng của con, các tướng đều nhập vào phi tướng, năng phi, sở phi đều tận diệt, xoay các pháp về chỗ rỗng lặng, đó là thù thắng nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông, nay Đức Phật hỏi chúng đệ tử, các vị Bồ Tát về chỗ chứng ngộ của họ khi đạt được viên thông. Như sở chứng của con, các tướng đều nhập vào phi tướng, năng phi, sở phi đều tận diệt, cái khiến cho trở thành không và cái trở nên không đều tiêu sạch, có nghĩa là chẳng có gì, thậm chí cả cái không. Trong đạo lão, điều này được gọi là sở không cập vô, cái không cũng chẳng có. Trong đạo Phật, điều này được gọi là phi sở phi tận. Xoay các pháp về chỗ rỗng lặng, đó là thù thắng nhất. Được các pháp trở về lại với thể tánh rỗng lặng là thù thắng nhất. Thể nhập lý tánh không là phương pháp hay nhất. Ha ha ha, 问什么的所合。